đi bộ thôi, chắc đi không nổi hết tới cái chỗ cái Sừng Trâu này đó. Đây tới cái Sừng Trâu này là hết là phần của Europa. Việt Nam nằm ở hướng ASEAN nè. Mỗi ngày tàu về qua lại quá trời, thấy không? Nó có một cái đường đường hầm tunnel xuyên ở dưới biển, từ ở bên bờ lục địa châu Âu đi qua châu Á luôn. Đó, cửa khẩu nó có làm một cái đường hầm đi luôn. Tự nhiên thiên nhiên tạo ngộ ha, nó tách đôi hai cái thềm lục địa, một bên châu Á một bên châu Âu. Thành phố này du lịch nhiều là tại vì người ta thích là nó ở chính giữa châu Á và châu Âu nè, mà ngay chỗ thềm lục địa luôn. Thổ Nhĩ Kỳ nó chỉ có tới Istanbul là thành phố duy nhất nó nằm bên hai thềm lục địa thôi, còn những thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ thì nó nằm bên địa phận châu Á. Chỉ cái thằng Istanbul nó lọt qua một phần ở bên châu Âu. Istanbul rồi đi ra tờ có một cái hàm phố nhỏ nào nữa đó. Bữa nay trời âm u quá, mây đen. Rồi mấy con chim ấy không, nó bay là đà là đà là đà. Nói chung thời tiết không mưa là được. Đi này thì nó đỡ nóng hơn, nắng quá nó nóng nó mệt lắm, tại đây nó hắt nắng dữ lắm. Chỉ là đi du lịch rồi quay video review cho mọi người thôi, chứ không có không phải làm vlog hay là bán vé máy bay hay là kinh doanh nhà nghỉ gì hết á. Đây là cái cảng